Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái ốp lưng điện thoại của bốn bạn gái để biết được cá tính từng bạn như thế nào ha. Xin mời. Cái cô số 2 này đúng như gọi là giới thiệu, gây ấn tượng từ cái ốp lưng. Thông ấn tượng với cái ốp lưng nào? Dạ thưa chị Việt Hương, là em cảm thấy ấn tượng nhất về cái ốp lưng số 4. Số 4. Cái hình hoa văn gỗ đỏ như vậy á. À dạ. Hoa văn gỗ, dạ. Tinh tế ha. Rồi còn Toại thì ấn tượng như cái nào? Em vẫn ấn tượng nhất là cái ốp lưng của bạn số 2. Đúng không? Nhìn thấy tiền mà chất thành núi mới ghê chưa? Vinh ơi, còn dạ. Em thì em ấn tượng với cái ốp lưng nào? Em ấn tượng với bàn tay bạn số 3. Tại bàn tay đẹp đúng không ạ? Đúng rồi. Bàn tay bạn số 4 cũng đẹp nha. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ mình xem cái màn hình khóa được không ạ? Xin mời màn hình khóa. Một lần nữa Toại với lại Thông lại thấy ấn tượng với lại cái màn hình khóa nào? Nếu như mà nhìn vào thì ốp lưng thì em là thích cái ốp lưng của bạn số 4, nhưng mà nhìn vào màn hình khóa thì em là thích cái màn hình khóa của bạn số 3. Coi bộ bạn Thông này bạn lãng mạn lắm nha. Dạ. Hồi nãy cái ốp lưng thì thích bạn số 4 tại vì là điêu khắc gỗ, nhưng mà bạn số 3 mở màn hình khóa lên thì đẹp quá. Hoa này là hoa gì bạn ha? Dạ hoa lan ạ. À. Em vẫn thấy ấn tượng với số 2. Vẫn thích số 2, kiên trì. Bạn số 2 ơi, hai bé đó là ai vậy ạ? Dạ là cháu của em ạ. Nít đó vô tư chụp tấm hình y hình mẫu. Dạ em cho em hỏi anh Tài là bao giờ anh có ý định lập gia đình à? Đúng như là nãy chị Hương nói luôn á, là đến cái tuổi này thì có thể là phải cưới gấp rồi đó. Tìm hiểu được là cưới liền. Đúng rồi. Sao không nói mình nôn ghê ta? Hả? Gấp dữ vậy? Ta 32 rồi, còn gần 40 như em rồi, bỏ qua luôn rồi. Có thì nói tội em thì em nhỏ khẽ lắm. Á. Em tưởng là 20 dạ, luôn chứ. Cho em hỏi hai anh là có thích con nít không ạ? Anh thích cực kỳ luôn em. Còn Thông? Mình thì có ba đứa con nuôi. Ba đứa con nuôi. Trong đó có một đứa con nuôi là tên của nó là do chính em đặt luôn. Vậy hả, tên gì em? Dạ tên là Hoàng An ạ. Hoàng An. Dạ. Những cái đứa nhỏ này á là con của những cái bạn thân của em nhận nuôi và em xem nó như là con cái của mình. Thường hay tổ chức đi chơi chung, gặp mặt nhau, em cũng có chia sẻ và dạy dỗ những cái đứa đó những cái chuyện nhỏ thôi. Vậy là con đỡ đầu thôi. Dạ, anh có một cái chuyện muốn chia sẻ đó là trong gia đình của anh á, thì trong gia đình của em á thì em là cháu trai độc nhất, cả bên nội bên ngoài thì chỉ có một mình em là cháu trai thôi. Con trai một, nội ngoại hai bên chỉ có một mình Thông. Dạ, cho nên là em không biết là liệu cái bạn gái số 2 bạn có cảm thấy áp lực không nếu như mình phải về làm dâu ở một cái gia đình như vậy, có cái đặc thù như vậy. Mời bạn số 2 trả lời. Dạ không anh, nếu mà để mình thương nhau mà mình ví dụ như là mình đi theo chồng mình rồi thì giống như là nhập gia thì tùy tục á, thì mình phải biết chu toàn là hai bên gia đình. Cho mình hỏi bạn số 1 nha, hình như là bạn thích đi du lịch lắm đúng không? Dạ đúng rồi ạ, em rất là thích đi du lịch ạ. Cảnh này bạn tự chụp hay là bạn lấy ở đâu về? Cảnh này thì em lấy ở trên mạng, nhưng mà hiện tại em rất là thích biển. Những cái lúc mùa buồn á thì em rất là thích đi du lịch, cũng như rất là thích ngồi ở dưới biển để mà cảm giác cho mình cảm giác thoải mái hơn ạ. Nghe có vẻ lãng mạn ạ. Và anh có thể cho em hỏi chút xíu là anh đã từng đi biển ở đâu chưa ạ? Quê anh là biển luôn rồi. Quê em là cũng biển luôn á anh. Quê em ở đâu? Dạ ở Phú Yên ạ. Gốc em ở đâu vậy? Dạ em ở Cà Mau. Phú Yên. Dạ. Cà Mau. Rước dâu ngon à, phải ghé thành phố Hồ Chí Minh cái gặp tụi tôi cái nha. Mời chị Dũng vô đây. Đúng rồi chứ. Phú Yên có một cái bãi biển rất đẹp, đó là gành đá dĩa hả em? Dạ đúng rồi ạ, gành đá dĩa ạ. Đẹp lắm em. Dạ rất là đẹp ạ. Nếu có dịp thì em cũng rất là muốn mời hai anh chị và ba bạn nữ và cũng như hai bạn nam ghé vào Phú Yên ạ. Mình xem cái màn hình rồi mình cũng chưa có hiểu họ lắm. Bây giờ cho xem cái sau khi mở khóa mình coi bạn số 1 trước đi ạ. Bạn gạt qua ngang qua cho mọi người nhìn coi bạn sắp xếp cuộc sống như sao. Xinh quá trời. Nhưng mà như vậy lộ mặt không? Dạ hình ảnh này là của chị Tư Cẩm Ly ạ. Là một người một ca sĩ mà em rất là thần tượng ạ. Trời ơi chị Cẩm Ly ơi chị Cẩm Ly. Hình ra nãy vừa mới chiếu màn hình like của nó sao đẹp quá. Dạ đó là chị Ly. Dạ hai anh có thể cho em hỏi một câu ạ. Em thì thầm rất là thần tượng chị Cẩm Ly. Còn hai anh thì có thần tượng một cái ca sĩ nào không ạ? Thần tượng chị Việt Hương em. Đúng chuẩn luôn. Em nghĩ chị Việt Hương là thần tượng quốc dân rồi. Ai cũng thích chị Việt Hương cả. Sao xạo á, phải ngồi đây nói vậy em. Cái thật ra thích Cẩm Ly lắm. Và hai anh có thể cho em hỏi thêm một chút xíu đó là thể loại nhạc mà hai anh thích là gì được không ạ? Anh thì thích nhất là bolero. Dạ. Tại vì ở dưới miền Tây á. Dạ. Thì một là bolero, hai là cải lương thôi. Không biết là em công việc của em có gì mà em dùng cái thước đo nhỉ? Hiện tại công việc chính của em là một nhân viên của trung tâm triển lãm cưới tại thành phố Hồ Chí Minh đó. Nếu mà cô dâu chú rể mình đặt tiệc á thì sẽ xem kích thước sảnh bên em cũng như là xem về các cái mẫu trang trí á, thì em sẽ sử dụng những cái tính năng này để phục vụ cho công việc của mình. Có thể cho tụi anh coi những cái hình mà trong công việc của em được không? Dạ được. Nhớ là những cái hình mà đừng có mặt em. Hình gia đình kia. Dạ. Hình hồi nhỏ cũng được. Đây là hình lúc nhỏ của em. Trời ơi. Hai anh có thể cho em hỏi một câu nữa là lúc thời gian rảnh rỗi thì hai anh sẽ làm gì ạ? Khoan, em cất cái hình đi em, nuốt nước miếng.
em cũng đang nói là bạn ơi, đặc thù công việc của anh phải làm việc rất là dài, từ 7-8 giờ sáng cho đến có khi đến 9-10 giờ đêm về, chỉ có nghỉ được khoảng cỡ tầm khoảng cỡ 1-2 tiếng rồi lại phải lao đầu vào công việc tiếp, bởi vì cái áp lực của một người đứng đầu. Với cái tính chất công việc của anh là khá là bận như vậy, thì nếu mà anh có bạn gái thì anh sẽ sắp xếp công việc cũng như là dành thời gian cho bạn gái của mình như thế nào ạ? Đối với anh, ai cũng chỉ có một ngày, cũng 24 tiếng thôi, chỉ khác nhau ở chỗ đó là vì thương nhau, vì nhau mà dành thời gian cho nhau. Nếu như anh có bạn gái thì kể cả bạn gái có ở xa hay như thế nào nữa, anh vẫn sẽ cố gắng sắp xếp. Em ở thành phố Hồ Chí Minh, anh vẫn có thể dành ra thời gian anh làm việc từ thứ hai đến thứ sáu thôi, và tối thứ sáu anh sẽ bay ở chơi với em thứ bảy nhật, và thứ hai em về lại. Nói câu này chịu. Còn nói gì nữa, kèo cứng rồi. Bây giờ cho tôi xem màn hình của bạn số 2 đi ạ. Lướt qua mà Ngọc Anh, này ba mẹ hai em. Dạ đúng rồi chị Việt Hương. Đây là ba này mẹ. Là kỷ niệm ngày cưới hay là ngày cưới ạ? Cái này là đám cưới của chị gái em á. Ba mẹ đi làm xuôi. Dạ. Ha, gả chị, mẹ sinh vậy là em phải sinh rồi. Ôi trời ơi. Trời đất ơi, cái list nhạc cái gì cái đâu mà. Cái list nhạc đúng ngay cái gu của em luôn. Em là rất thích cái Sĩ Lệ Quyên. Mà nghe hình như là nhạc sầu không luôn nha. Có bao giờ có bồ chưa? Dạ em có rồi. Có thất tình không, sao nghe nhạc buồn không vậy? Dạ. Đúng như vậy. Em thích nghe nhạc buồn chị Việt Hương. Dạ, giống em. Kể cả lúc em không có cái gì buồn cả, em cũng thích nghe nhạc buồn thôi. Vì đó, theo em nghĩ đó là một cách tốt nhất để mà nuôi dưỡng tâm hồn mình. Em phải về đời của anh, đời uống sâu. Tím Huế nè ha. Chiều buồn mưa lất phất rồi. Dạ đúng rồi chứ. Xong rồi người bồ ngồi tóc xõa dài dài, mặt buồn buồn. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời, chị buồn lắm. Chị ở ngoài đó đóng phim tháng thôi, chị xin về á. Tại vì trời mưa buồn lất phất em. Dạ cả mai ông cô. Bây giờ mình coi tiếp hình đi ha. Cái gì vậy? Tiếng Hàn Quốc. Dạ. Em đang học hả? Trước em có tìm hiểu về tiếng Hàn á, tại ngày xưa em thích coi phim Hàn Quốc nên em mới tìm hiểu một chút xíu về tiếng Hàn. Thể loại phim của các anh thường coi là thể loại phim gì ạ? Anh thì thường coi là phim hành động thôi. Phim hành anh thích phim hành động hơn. Trai là phim hành động. Còn Thông? Thông thì thích xem phim kiếm hiệp. Nhỏ coi phim tình cảm Hàn, khóc lóc, thế nào cũng có ung thư bệnh viện gì. Và mai mốt mà về nhà mà gặp vợ lúc nào cũng coi phim Hàn Quốc tình cảm thì mấy anh có chịu coi chung không? Anh cũng thương hay xem phim Hàn Quốc mà anh vừa mới đây nhất là đang xem lại Bồ Hầu Về Mặt Trời. Nhưng Ngọc Anh ơi, mình cũng phải tiết chế ha em. Chứ đi làm cả ngày về mệt, mở cửa ra thấy bà vợ u sầu ngồi kế bên coi phim Hàn Quốc khóc hoài cũng mệt tim. Cho nên mình cũng sẽ thay đổi coi chút xíu phim hành động với chồng, coi chút xíu phim kinh dị, phim ma rồi gì la lối gì núp vô bờ vai của chồng rồi gì chứ ha. Dạ. Còn khi nào coi phim này thì lâu lâu coi một bộ thôi, chứ mà em coi ngày tháng chị là chị ruột em coi ngày tháng chị cũng không chịu nữa nha Ngọc Anh. Vui lên em. Dạ phim Hàn Quốc thì em thường thường là cũng có những phim hài rất là hay, giống như là Gia Đình Là Số Một á. Ừ đó, dạ, coi mấy phim vui vui nha em. Cho mình qua cái màn hình của bạn số 3 nha. Anh thấy là em rất thích đọc sách, có 4 cái app sách trên một cái màn hình đó. Thì không biết là em thích xem là gì? Em thích xem sách về đầu tư kinh doanh ạ. Dạ. Wow. Ví dụ như cuốn nào em có thể giới thiệu cho mọi người biết được không? Ví dụ như những cái sách nổi tiếng như là Đắc Nhân Tâm, Nhà Giả Kim hoặc là Dạy Con Làm Giàu. À, toàn là kiếm tiền thôi. Cho em hỏi anh Thông là có biết nấu ăn không ạ? Anh biết nấu chút đỉnh thôi, không dạ. Không có giỏi lắm. Dạ không sao, tại vì em nấu ăn giỏi ạ. Dạ không sao, tại vì em nấu ăn giỏi ạ. Riêng bản thân em, cái niềm hạnh phúc nhất đó là khi mình về nhà có cơm lanh canh ngọt, có vợ của mình. Em về sớm em sẽ cùng với vợ nấu ăn, em sẽ đi chờ cho vợ. Nếu như vợ cần em vẫn có thể là chăm con hay có thể làm mọi thứ. Wow, Thông ngọt ngào quá trời mà còn là làm hết việc nhà cho vợ nếu đi làm về sớm. Mà thường anh hay làm về trễ lắm em. Rồi bây giờ cho chị coi màn hình của bạn số 4 đi. Ui đẹp quá. Em với bạn San San đều là ở Hà Nội. Không biết là hai anh có muốn ra Hà Nội một chuyến không ạ? Không, từng lát hai đứa chọn số 3, số 4, hai đứa muốn đi chung luôn. Em nghĩ là hai anh nên nghe chị Việt Hương đi ạ. Dòng cũng gãi Hà Nội nghe nó tán chạy cho tiếng của chị Hương á. Tán chạy ha. À, cho xin lỗi là em muốn hỏi hai anh là bao nhiêu tuổi là các anh muốn lấy vợ ạ? Nghe bây giờ luôn em. Bây giờ luôn. 32 rồi còn gì? Không, bao giờ lấy? Dạ, em thì thực tế hơn một chút, phải 5 năm sau. 5 năm thêm về để chỗ đó cho anh Vinh. Dạ thì không, thì đó là cả suy nghĩ của em. Nhưng mà nếu như trong cái quá trình mà tìm hiểu nhau thì cảm thấy cần nhau quá rồi thì tất nhiên cái câu số đó sẽ giảm lại được. Chị nghĩ trễ lắm, lần 5 rưỡi, 32 tuổi cưới được rồi. Dạ bây giờ tìm hiểu cái điện thoại cổ này đẹp quá nè. Xem một chút xíu hình ảnh của em đi Ngọc Anh. Mị Hương. Mấy người tin Hương đẹp lắm. Ví dụ như chị không nhớ thiệt buồn quá mà con. Mình nhắc hoài mà nhớ Mị Hương, vừa nhắc cái tôi nhớ Mị Hương liền. Em ơi, có thể cho vào cái menu của em được không? Hợp âm chuẩn, bạn biết đàn hả? Dạ em không biết chút xíu ạ. Em đàn gì? Em là đàn piano thôi ạ. Cho em hỏi là hai anh có anh nào biết đàn không ạ? Anh biết hát không, anh biết đàn em. Em hát tặng chị một câu cho bốn bạn nữ nghe luôn. Dạ đúng rồi ạ.